Như vậy là cái bài 7 mọi người để ý nhá. Cứ giải hệ này là ra Q1 Q2 được chưa? Đấy, thì ai mà không hiểu thì về xem lại cái video nhá. Còn không hiểu nữa lại đến hỏi. Được chưa? Đây ta đang giải phương pháp thôi. Bây giờ sang bài 10 dây treo. Đầu tiên là phân tích lực tác dụng vào này. Ban đầu ta có hai quả cầu Q1, hai quả cầu treo ở hai đầu dây như này. Thì hai quả cầu này đang làm điện tích cùng dấu thì đẩy nhau đúng không? Như vậy là xét một vai trò hai quả cầu là như nhau nên ta chỉ cần xét một quả thôi thì quả cầu này chịu tác dụng của lực ép điện, lực đẩy mà đúng không, chịu tác dụng của trọng lực P, chịu tác dụng của trọng lực P thì hợp lực P với ép điện thì ta được gọi là lực Q, vì quả cầu cân bằng nên lực Q cả lực căng dây T là cân bằng với nhau, được chưa? Đấy, và ta sẽ xác định hình vẽ góc này được gọi là góc alpha bằng với cái góc dây treo phương thẳng đứng alpha như này. Bất kể bài nào cứ dây treo thì sẽ là có dạng hình như này nhé, cứ dây treo là hình như này. Và khi đó em chỉ cần sử dụng một trong hai công thức hoặc cả hai công thức như này. Tan alpha, tan alpha bằng gì đây? Đối trên kề bằng ép điện trên P, ép điện trên P, được chưa? Tan alpha bằng ép điện trên P. Cốt alpha, cốt alpha bằng gì? Kề trên huyền là bằng P trên T. Đấy. Bất kể bài dây treo nào cũng chỉ sử dụng hình vẽ và hai công thức như này. Được chưa? Giống như trong cái tờ dây treo mọi người ấy. Thì nếu người ta hỏi lực điện thì ta dùng công thức này. Nếu hỏi góc alpha thì dùng một trong hai cái tùy dữ kiện để bài cho. Và nếu thứ ba người ta hỏi lực căng dây T thì ta sử dụng công thức cốt ở dưới. Hiểu chưa? Đây là toán học và kết hợp với sơ đồ lực rồi. Hình dung không? À, hai chị ngồi yên đi. Thế bây giờ ta xem đề bắt tính gì? Tính điện tích mỗi quả cầu. Muốn tính điện tích mỗi quả cầu thì phải biết được gì? Biết được ép điện. Có ép điện em mới tính được điện tích chứ đúng không? Có nghĩa là đây đang hỏi là gì? Hỏi ép điện. Ờ, ta thay số rồi nhá. Đây là dẫn giải của nó thôi, là P cộng F cộng T bằng 0 vân vân này. Được chưa? Sau đó P cộng F này bằng Q này, T bằng Q. Đây là cái định nhỏ Newton trình bày tự luận. Còn bây giờ ta tính toán luôn này. Em có alpha chưa? Nhìn xem đề cho alpha chưa? Cách nhau một khoảng là 6 cm, đúng không? Nhưng chưa cho chiều dài dây. Nó phải cho chiều dài dây này và cách nhau một khoảng bằng 6 thì cái đoạn này này sẽ bằng 3. Và cho chiều dài dây chẳng hạn, ta tính được góc alpha. Được chưa? Khi biết góc alpha rồi thì ta thay vào công thức này, biết trọng lực P ta mới tính được ép điện. Được chưa? Như vậy nó đang thiếu chiều dây. Ta cho chiều dây là 10 cm nhé. Cho chiều dây 10 cm đi. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ ta tính này, ép điện bằng P nhân tan alpha. Ép điện bằng P nhân tan alpha. Mà P thì lại bằng Mg đúng không? Mg nhân với tan alpha. Tan alpha thì bằng đối trên kề đúng không? Là bằng 3 chia cho căn của 10 bình trừ đi 3 bình. 100 trừ 3 đúng không? Thôi cứ ghi là 10 bình trừ đi 3 bình đi. Đúng không? Pythagore mà, để tính ra cạnh góc vuông mà, đúng chưa? Thế thì M người ta cho rồi, nhưng mà em để lưu ý này, em phải đổi M về kg. Đúng chưa? Thế ta lại có ép điện thì bằng K nhân với Q1. Hai quả cầu này có Q giống nhau không? Có khối lượng bằng nhau. Khi hai quả cầu nhiễm điện bằng nhau thì không cần phân biệt Q1, Q2 nữa, mà ta sẽ sửa được luôn thành là Q bình. Đúng không? K nhân Q bình chia cho R bình, R bình là bằng 0,06 bình. Được chưa? Thế từ biểu thức này có phải là em sẽ tìm được Q bằng bao nhiêu không? Có hiểu không? KQ bình trên 0,06 bình, K có rồi, M có rồi, G có rồi, đây là số rồi. Thì bấm máy biểu thức này sẽ tìm được Q bình và căn ra thì ra Q. Đấy không? Q này sẽ ra mấy đáp án? Q này ra mấy đáp án? Nếu người ta không cho cái dấu cộng ở đây thì ta sẽ ra hai đáp án là cộng trừ. Bởi vì hai điện tích này đẩy nhau mà, thì hai cái giá trị Q1, Q2 sẽ bằng nhau và cùng cộng hoặc cùng trừ. Đúng không? Nghĩa ta sẽ có khả năng là hai đáp án. Còn đây đề đã cho sẵn là hai điện tích dương rồi theo hình vẽ.
thì quy ta lấy luôn số dương thôi. Ngọc hiểu chưa? Thì Phương béo được chưa? Nhớ nhá, chỉ thay số thôi. Đây là các cái bài mẫu, người ta sẽ chữa phương pháp để về mọi người thay số. Được chưa? Chữa tiếp nhá, bấm máy để bấm sau hoặc bấm nhanh. Bài 12 đi. Bài 11 giống bài trước chữa rồi. Bài 12. Đây trường hợp còn lại là gì? Lực theo phương thẳng cùng phương hoặc ngược chiều đấy, cùng chiều ngược chiều. Nhìn đề. Cho Q1, Q2 AB 100. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên Q0 đặt tại điểm M cách AM 60, BM 40. Ta lấy cái hình này đi nhá. Nhìn hình vẽ này. Tại điểm M này chịu tác dụng của mấy lực? M chịu tác dụng của điểm A và điểm B đúng không? M chịu tác dụng của điểm A và điểm B đúng chưa? Đầu tiên ta xét F1 là do A gây ra tại M này. Hai thằng này là cùng dấu dương lên đẩy nhau, do đó F1 phải hướng sang bên phải. Đúng không? Ta gọi là FA đi cho dễ như hiểu, là F do A gây ra tại M nhá, là hướng sang phải. Được chưa? Chúng ta chờ đi. Tiếp tục này. Điện tích tại B là âm mà M là dương thì âm dương hút nhau. Như vậy là điểm B sẽ hút điểm M lại gần. Như vậy F2 chính là F do điểm B gây ra đúng không? F2 là F do điểm B gây ra và cũng hướng sang phải. Đúng không? Vì hai lực này là cùng chiều, cùng phương cùng chiều nên ta có F tổng hợp tại M sẽ bằng FA cộng FB. Được chưa? Như vậy đây là bài toán cùng phương cùng chiều bằng FA cộng FB. Thế thì nhiệm vụ ta sẽ phải đi tính FA này. FA bằng K nhân với Q1, Q0 chia cho AM bình cộng FB là K nhân Q1, Q0 chia cho BM bình. Đúng chưa? Thay số mà. Cộng. Cộng chứ, vì đây là hai vector cùng chiều phải là cộng mà đúng không? Được chưa? Bằng này. Thay số nhá. KQ1 giống nhau rồi đúng không? 9 nhân 10 mũ 9 nhân với, à đây xin lỗi, đây là Q2, Q0 chứ. Được chưa? Đây phải là Q0 còn đây là Q2 nhá. Bị lệch dòng. K là 9 nhân 10 mũ 9 này. Q0 là mấy đây? 4. Mọi người nhìn đơn vị micro coulomb này là bằng bao nhiêu? Đổi đơn vị micro ra bằng bao nhiêu? Có ai nhớ không? 1 micro thì bằng 10 mũ trừ 6. 1 nano chữ n thấp ý, thì bằng 10 mũ trừ 9. Còn 1 pico thì bằng 10 mũ trừ 12. Được chưa? Đấy, không biết thì ghi vào. Một cái là trừ 6, một cái trừ 9, một cái trừ 12. Thế thì ở đây micro coulomb thì sẽ bằng 4 nhân 10 mũ trừ 6. Được chưa? Đấy. Nhân với này, ta nhóm nhận được chung mà. Trong ngoặc còn Q1 là 16 nhân 10 mũ trừ 6 chia cho AM là 0,6 bình cộng với 64 nhân 10 mũ trừ 6 chia cho BM là 0,4 bình. Máy ra là xong. Lưu ý tiếp, nhìn lên bảng lưu ý tiếp. Ở đây là 64, đề bài cho trừ 64. Tại sao? Đây trừ 64, sao ở đây ta ghi 64? Vì nếu ghi trừ 64 thì đây phải thành dấu trừ mà đúng không? Tại sao? Tại sao? Gì? Tại sao ở trên trừ 64 mà ta lại ghi ở đây 64? Không phải cùng chiều. Tại sao? Nào Linh, tại sao lại là 64? Đúng rồi, vì công thức của mình tất cả các cái quy này đều là trị tuyệt đối, có nghĩa là ta đang lấy độ lớn của nó về mặt số dương chứ ta không xét tính dấu, đúng không? Do đó ta viết tắt thì ta sẽ viết luôn là 64 ở đây mà ta bỏ hết các cái trị tuyệt đối kia đi. Đúng chưa? Làm của em sau này làm trắc nghiệm mà, làm cách nào nhanh nhất cho đáp án và phải chính xác. Được chưa? Thế nhiệm vụ của em chỉ là bấm máy thôi đúng không? Thế thì hết con A chưa?
hiểu chưa? Tự bấm đi, bấm đi cho bọn em quen. Nhưng mà khi bấm máy bọn em phải lưu ý là nhìn lên bảng, nhìn lên bảng, nhìn lên công thức nhá, để xem bấm nào cho nhanh nhỉ. 10 mũ trừ 6 giống nhau chưa? Rút ra ngoài thì đây thành 10 mũ trừ 12 đúng không? 10 mũ trừ 12 với 10 mũ 9 thì còn 10 mũ trừ 3 đúng không? Nhận ra có 10 mũ trừ 3. Nhiệm vụ của em bấm mỗi này, 16 chia 0,6 bình cộng 64 chia 0,4 bình bằng, bấm đi, 16 trên 0,6 bình cộng 64 trên 0,4 bình. 16 trên 0,6 bình cộng 64 trên 0,4 bình. Được chưa? Bằng, xong nhân với 36, 9436 này bằng bao nhiêu nào? Nhân 36 bằng bao nhiêu? Đọc đọc số lên. 16.000. 16.000 thì bỏ luôn 3 số 0 với 10 mũ trừ 3 chưa? Thì kết quả ta còn 16 newton thôi. Đấy. Bấm rất nhanh. Chứ còn bọn em lại cứ bấm 9 x 10 mũ 9 x 4 x 10 trừ 6 mở ngoặc lại ra thì em cứ thử cái thao tác bấm 10 mũ 9 mà xem. 1 0 xong bấm phím mũ rồi lên mũi tên 6 rồi xuống. Hiểu chưa? Vâng. Kỹ năng tính toán. Tiếp câu B. Câu B là gì? Cách nhau 60 cả 80. Mà đây là 100. Nhìn thấy 60, 80, 100 thì phải nghĩ ngay đến bộ Pythagore 6, 8, 10. 6 bình cộng 8 bình bằng 10 bình mà. Như vậy đã là Pythagore thì chắc chắn phải có yếu tố vuông góc. Được chưa? Như vậy ta vẽ hình vào đây nhé. Đây, và đây là góc vuông. Đây là điện tích dương đi. Đây là điện tích âm đi. Đúng không? Đây là A. Đây là B. Nhìn được không? Đây, A, B, điện tích dương âm. Còn đây là Q0 là dương. Được chưa? A, B. Nào, nghe này, phân tích lực này. A với cái điểm này là dương đúng không? Điểm M thì dương là hướng ra xa. Nhận ta được FA. Nhìn cách vẽ hình trên bảng đi, đừng có cắm đầu vào đấy. Được chưa? A với M là cùng dấu dương nên đẩy ra xa, như FA hướng lên trên. B với M là trái dấu nên hút nhau lên hướng xuống dưới. Như đây là FB. Được chưa? Kết hợp của AB và em thấy đây là góc vuông mà đúng không? Thì AB phải tạo ra một hình chữ nhật và FM là đường chéo hình chữ nhật. Đúng chưa? Như vậy đây là bài toán vuông góc, bài toán hình chữ nhật thì ta có ngay FM bình hay FM sẽ bằng căn của FA bình cộng FB bình. Đúng không? FM bình à, FM sẽ bằng căn của FA bình cộng FB bình. Hiểu chưa? FA FB phải tính giống con trên không? Nhưng mà ta phải thay cái đoạn AM này bằng 60 còn BM này bằng 80. Vì nó cho 60 80 mà đúng không? Thế sau khi tính được FA FB rồi em thay công thức này là xong chưa? Hiểu không? Nào. Không hiểu chỗ nào? Khi nói thì bọn em phải nghe đã. Bọn em vẫn là đang mải mết viết. Ta có AB cách nhau 10 100. AM là 60, BM là 80 thì nhìn thấy bộ ba số 60, 80, 100 ta nghĩ ngay đến Pythagore. Do vậy nó phải là một tam giác vuông. Được chưa? Chứ không thể nằm trên đường thẳng được. Thế A và M là cùng dấu dương nên đẩy nhau ra xa, lên FA là hướng ra xa. FA là do điểm A này đẩy M đi mà, đúng không? Nên phải hướng ra xa. A à, B cả M là trái dấu nên phải là hút nhau lại. Thì điểm B hút điểm M lại thì FB hướng xuống dưới và hướng về phía B. Tổng hợp lực tác dụng lên điểm M là lấy A lực B kết hợp với nhau. Thì theo quy tắc hình bình hành ta được cái hình như này đúng không? Mà đây là góc vuông rồi thì đây góc vuông. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. Do đó FM là đường chéo một hình chữ nhật. Thì công thức Pythagore FM bằng căn của FA bình cộng FB bình. Để tính FA FB thì em làm giống câu A. Phải lưu ý thay lại AM bằng 60 còn BM bằng 80. Hiểu chưa? Xuống Ngọc. Ngọc dưới hiểu chưa? Bấm máy mọi người tự bấm nhá. Ngân hiểu không? Phương Béo. Chắc nhá. Đừng giấu dốt. Đừng giấu dốt nhá. Ai không hiểu thì về vẫn còn được thêm video để xem lại đấy. Hiểu chưa? Đúng rồi. Đăng ký kênh chưa? Tất cả các video đều đăng ký kênh hết, đăng ký trên kênh nhé.
đăng trên Facebook nó hay bị vỡ. Có tiền đi. Làm YouTuber có tiền. Có, chuẩn bị lấy lút bạc đến nơi rồi không biết à. Mấy hôm nữa là sau phía sau lưng này treo lút bạc này đấy, xong quay video giống như mấy bọn blogger ấy. Đấy. Chuẩn bị thành thầy Trung Vlog bây giờ đấy. Người ta là siêu to khổng lồ đúng không? Bà Tân Vlog là siêu to khổng lồ, bây giờ là bài tập siêu to khổng lồ. Bà Trung Vlog. Bây giờ thay thành siêu dài và khó. Được chưa? Bấm số tự bấm đi. Không hết bài tập rồi. Tờ của mọi người hôm trước đến đây là hết đúng không? Vâng. Được chưa? Quên mất không in thêm bài tập cho mọi người rồi, buổi 2 rồi. Có ai phải hỏi lại không? Không. Ok nhá. Nếu cần hỏi lại thì vẫn cứ hỏi nhá. Cố gắng hỏi trực tiếp trên lớp ý. Về nhà nhà bao việc. Nhất là con Thủy kia. Ghét lắm, không muốn trả lời. Thầy dạy lý không đi học.